Ta bày sẻ ra và những lễ phục đơn giản, tinh tế đã góp phần tạo cho bộ trang phục thêm tinh tế hơn. Thông điệp đến nhân văn là bảo vệ môi trường đất, hành tinh của chúng ta. Một tràng pháo tay thật to để chúc mừng bạn Minh Anh với trang phục của bạn nào. Thank you.
chủ đề